Chỉ cần 30 triệu để mua một cỗ máy chiến game đích thực với cấu hình khủng, thiết kế ấn tượng thì sẽ như thế nào? Và đó chính là chiếc laptop đến từ hãng MSI Gaming Katana 15 B13 VFK 676VN. Trước tiên nói về trái tim của chiếc laptop này, với bộ vi xử lý Intel Core i7-13620H, tốc độ xử lý lên tới 3.6GHz. Và khi được boot thì nó sẽ có thể đạt tới tốc độ tối đa đó là 4.9GHz, kết hợp với 16GB DDR5, tốc độ 5200MHz. Và đây là combo hoàn hảo cho việc chơi game, render video hay là thiết kế đồ họa. Không chỉ mạnh mẽ, chiếc laptop Katana 15 này còn sở hữu bộ lưu trữ SSD lên tới 1TB, cho chúng ta không gian lưu trữ cực kỳ rộng lớn, cùng với đó là tải game vô cùng mượt mà chỉ trong vài giây. Tiếp theo không thể không nhắc đến card đồ họa của chiếc laptop Katana 15 này, đó là card đồ họa RTX 4060, cực kỳ mượt mà cũng như là cho chúng ta những cái chất lượng hình ảnh tốt nhất. Tấm màn lên tới 15,6 inch cùng với tấm nền IPS và Full HD. Và tần số quét màn hình lên tới 144Hz cho chúng ta trải nghiệm cũng như là render video này hay là chiến những cái tựa game nặng thì vô cùng mượt mà. Và hình ảnh nhận lại là vô cùng sống động và chân thực. Cuối cùng, điểm thú vị của chiếc laptop này là đèn nền bàn phím LED RGB 4 vùng. Và bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và hiệu ứng theo sở thích, tăng phần hấp dẫn khi chiến game về đêm. Với cấu hình mạnh mẽ, thiết kế ấn tượng đến từ chiếc laptop Katana 15 này và khung đèn LED cực kỳ độc đáo như thế này, thì chiếc laptop này hứa hẹn sẽ mang đến một sản phẩm cực kỳ độc đáo dành cho những anh em game thủ cũng như là anh em editor. Và vừa rồi là những thông tin đặc biệt đến từ cỗ máy chiến game Katana 15. Còn bây giờ các bạn đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom nha.